khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, khi chúng ta tìm kiếm một vấn đề, muốn biết tất cả những cái thật hư của nó, hoặc là giữa một thời đại chúng ta thấy có cái bùng nổ thông tin, thì có những cái thông tin giả pha lộn với những thông tin chân thực. Thì vấn đề rất khó khăn là làm thế nào để nắm bắt được những cái thông tin chân thật và tránh khỏi bị lầm, khỏi bị hoang mang, khỏi bị dẫn dắt vì những cái thông tin giả trá. Vậy thì một trong những cái nguyên tắc để chúng ta tránh được khỏi bị lầm lạc khi đón nhận các cái thông tin, đó là chúng ta hãy tìm về bản chất của sự việc và của con người. Bởi vì có sự khác biệt rất lớn giữa bản chất của một con người, của những cái sự việc và những cái hiện tượng vây xung quanh cái con người, những cái sự trang trí hoặc là những cái thêm thắt bìa đặt xung quanh một cái vụ việc. Nếu chúng ta không nắm bắt được bản chất của con người và sự việc đó mà chỉ chú trọng, mà chỉ bị hoang mang, chỉ bị sai lạc vì những cái hiện tượng chung quanh, thì chúng ta trở thành nạn nhân của những cái chủ trương lừa dối và những cái thông tin giả trá. Hơn ai hết, chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần là thần của chân lý, Chúa Thánh Thần là thần của tất cả những gì là chân chính, những gì là thật. Bởi vì Chúa Thánh Thần là cái hơi thở của vũ trụ càn khôn, Chúa Thánh Thần là hơi thở của tất cả những sinh vật, và Chúa Thánh Thần là hơi thở của cái nhân loại này. Cái hơi thở đó theo như sách Sáng Thế tường thuật chính là hơi thở của Thiên Chúa hằng sống. Và Thiên Chúa luôn luôn là cội nguồn của tất cả những gì là chân thật, là tốt đẹp và là thực sự hữu ích cho con người. Như vậy Chúa Thánh Thần có mặt ở trong cái vũ trụ này theo như ý muốn của Thiên Chúa ngay từ giây phút sáng tạo cho đến khi Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để làm chứng cho chân lý. Chân lý về Thiên Chúa là tình yêu. Chân lý về con người chỉ là một thụ tạo mỏng giòn và giới hạn. Và thụ tạo đó tuy đã có một lần được sáng tạo nên hình ảnh của Thiên Chúa xinh đẹp, nhưng đã bị băng hoại, đã bị dị dạng vì tội lỗi. Và nhân loại đó đã được chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa dùng hy sinh cái thân mạng của mình trên thánh giá và cuộc phục sinh của Chúa để giải thoát khỏi mọi hệ lụy của tội lỗi và của tử thần, và đã phục hồi lại nguyên vẹn và còn hoàn hảo hơn nữa hình ảnh nguyên thủy của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng cho con người biết về cái chân lý đó. Chân lý về Thiên Chúa là tất cả và chân lý về con người là hư vô. Một khi có Chúa Thánh Thần, một khi đón nhận được thần chân lý, con người sẽ biết hành xử ra thế nào, sẽ biết sống ra sao, để bên trên đầu của mình thì biết kính trọng Thiên Chúa là tạo hóa, là đấng cứu độ và là người cha rất yêu thương
và giàu lòng tha thứ, đồng thời cũng biết chính thân phận giới hạn của mình để không bao giờ tự biến mình trở thành chuẩn mực cho thiện và ác, không bao giờ mà tự cho mình có cái quyền quyết định về sống và chết, và cũng không bao giờ hành xử với tha nhân như mình là trung tâm của vũ trụ, như mình là chuẩn mực để bắt tất cả mọi người phải theo, phải tùng phục. Chúa Thánh Thần sẽ đến để chỉnh đốn lại tất cả những lệch lạc, để tất cả những gì là dàn thao lẫn lộn phải được sàng lọc, phải được thanh luyện, để mọi người có thể nhận ra chân lý. Chân lý đó được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã sinh ra làm người, là Đấng đã qua con cuộc tử nạn và phục sinh để bày tỏ chân lý về Thiên Chúa thương yêu, và sẽ sai Chúa Thánh Thần đến để làm chứng cho tất cả những sự thật quan trọng đó. Xin cảm ơn anh chị em.